Hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm, đó là chiếc xe công năng cầu đẩy, mô hình do mình tự làm. Và nếu như bạn nào thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ giùm cho mình nhé. Còn bạn nào muốn đóng góp ý kiến thì hãy comment ở dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.